Sáng ngày 10 tháng 9, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Đào Công Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Phòng Kinh tế thành phố đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão trên tuyến đê sông Thương. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn đã kiểm tra công tác trực phòng chống lụt bão tại cống đầm, cống 4, cống 5 cửa, bến phà Chi Ly trên tuyến đê Hữu Thương thuộc địa phận các xã phường Đồng Sơn, Mỹ Độ, Đam Mai và Song Mai. Khu vực Chi Ly và khu vực cầu sông Thương thuộc tuyến đê Tả Thương thuộc địa phận phường Trần Phú. Đây là các điểm trọng yếu trên hai tuyến đê và được Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão cấp phường xã trực 24/24 giờ với số lượng người tương ứng theo từng mức báo động. Tại đây, Phòng Kinh tế thành phố đã báo cáo tình hình chuẩn bị của thành phố và các phường xã đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra tại các điểm xung yếu và phương án bố trí lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống. Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy đã yêu cầu các phường xã cần thực hiện nghiêm công tác trực phòng chống lụt bão tại các địa điểm trọng yếu theo đúng phương án được phê duyệt, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến đê Hữu Thương và Tả Thương đi qua thành phố Bắc Giang. Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng thành phố, mực nước đê sông Thương tính đến 10 giờ ngày 10 tháng 9 là 6,65 m, đang trên báo động 3 là 0,35 m. Dự báo đỉnh lũ trên sông Thương đạt đỉnh vào 17 giờ ngày 10 tháng 9 và sẽ đi xuống.